Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả dành cho bản phối mới của ca khúc Đắm Trong Cay Đắng, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện và cho ra mắt MV cùng tên. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái Trung Hoa đóng cặp với nam người mẫu mang hai dòng máu Việt-Nga là Nikolai Dinh. Lương Bích Hữu đặc biệt đầu tư rất là chỉnh chu cho MV lần này, kỹ lưỡng trong từng góc quay và mong muốn là mang đến khán giả những hình ảnh đẹp và tinh tế nhất. Yêu làm gì, nhiều biết anh sẽ. Đắm Trong Cay Đắng là sáng tác của nhạc sĩ hải ngoại Phạm Hồng Ân. Ca khúc thể hiện sự đồng cảm của nữ ca sĩ với những ai chưa may mắn trong tình yêu. MV chuyển tải thông điệp hãy yêu hết mình, khi tan vỡ thì dù có tuyệt vọng cũng đừng bi lụy. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu bước chuyển hướng của Lương Bích Hữu sang hình ảnh chững chạc quyến rũ hơn. Rồi một ngày cũng sẽ chia.